Dạ vâng, shop phụ kiện bẫy chim và phụ kiện săn bẫy xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác. Ở cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em giới thiệu các bác cái mẫu cạm mà to nhất hiện tại trên thị trường đang bán các bác nhé. Ngoài ra thì với cái mẫu cạm này thì nhà sản xuất không sản xuất thêm cái mẫu cạm nào lớn hơn các bác nhé. Là mẫu cạm 33cm. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái mẫu cạm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng bên shop nhà em ấy, bên nhà em là ship hàng COD toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái mẫu cạm này để các bác cùng theo dõi. Với cái mẫu cạm 33cm này thì các bác có thể bẫy những con thú từ 2-3 tạ quay trở lại các bác nhé. 2-3 tạ quay trở lại. Khi bẫy những con thú to như vậy thì em khuyến cáo là các bác nên dùng những cái sợi xích to để các bác xích những chiếc cạm này lại các bác nhé. Thì với những chiếc cạm to như thế này thì cạm như thế nào là đạt tiêu chuẩn các bác nhá. Khi mà những chiếc cạm đạt tiêu chuẩn thì hai phía bên này, hai phía khoang bên này của nó phải đều nhau. Và khi các bác mở những chiếc cạm này ra thì những cái miệng cạm và cái vành cạm này nó phải tròn bằng nhau các bác nhá, nó phải đồng tâm. Và những chiếc cạm này thì bên nhà em vừa mới nhập về rất là nhiều. Trong thời gian qua thì cũng rất là nhiều các bác hỏi tìm mua những cái chiếc cạm này các bác nhá. Với những chiếc cạm này thì các bác có thể bẫy những con trâu, con bò mà khi mà các bác mua nuôi thành trang trại mà nó đi lạc trong rừng nó không về thì các bác có thể là dùng những chiếc cạm này bẫy. Chiếc cạm này bẫy những con bò, con trâu các bác nhá. Thì khi mà những chiếc cạm đạt tiêu chuẩn thì nó phải đạt độ cứng vững, đạt độ bền, và khi mà cái lực kẹp của nó phải mạnh các bác nhá. Lực kẹp của nó phải mạnh. Và sau đây thì em cũng tiến hành đo kiểm tra trực tiếp là cái kích thước chuẩn của nó là như thế nào các bác nhá. Chuẩn của nó như thế nào. Thì với chiếc cạm 33cm này thì khi các bác đo từ vành bên trái sang vành bên phải thì nó phải đạt 33cm các bác nhá. Đây ạ. Đây ạ, khi em đo như thế này thì nó đạt đến 34cm các bác nhá. 34cm. Cái cạm này rất là to, cạm rất là to. Khi các bác dùng những cái mẫu cạm cỡ lớn như thế này thì em khuyến cáo một điều là các bác chú ý đến độ an toàn các bác nhé. Những chiếc cạm này thì các bác mới chơi hoặc là những cái bác các bác chơi lâu năm rồi thì cũng phải cần đến những cái dụng cụ hỗ trợ hoặc là phải hai người trợ giúp thì các bác mới ra được những chiếc cạm như thế này. Và khi các bác mang vào trong rừng các bác đánh ấy, thì em khuyên các bác là lên mở cạm ở nhà và các bác dùng những cái dây líu các bác mở miệng cạm ở nhà. Và khi đến những địa điểm gì các bác chỉ việc là bỏ những cái dây líu ra và đặt bàn đạp là xong. Chứ còn khi mà vào trong rừng ấy, những cái địa hình phức tạp hoặc là những cái phạm vi không cho phép để các bác ra những chiếc cạm cỡ lớn này các bác nhá. Thì với những chiếc cạm cỡ lớn này thì khi bán ra ngoài thị trường ấy thì mỗi chiếc cạm này nó kèm theo một cái lẫy như thế này các bác nhá. Kèm theo một cái lẫy như thế này các bác nhá. Đấy, này là lẫy của cạm 33. Thì bác nào mà mua hàng bên shop nhà em mà không có thời gian làm những chiếc bàn đạp thì khi mua hàng thì các bác cứ đặt vấn đề với shop và shop sẽ làm hỗ trợ các bác. Để khi các bác nhận được hàng thì các bác không phải làm thêm bất cứ một cái dụng cụ hoặc là làm thêm bất cứ một cái thao tác gì. Các bác có thể là mang những chiếc bẫy này đi vào trong rừng đánh trực tiếp được luôn. Và với mẫu cạm 33cm này thì cái trọng lượng của nó là 2 cân 1, 2 cân 2 các bác nhá. Rất là nặng, 2 cân 1, 2 cân 2. Thì khi mà các bác để ý này, trên cái miệng cạm này thì cái bản của nó rất là rộng. Bản rất là rộng. Và cái khe cạm này này, khe cạm nó hở này nó phải đều các bác nhá. Những chiếc cạm đạt tiêu chuẩn thì khe cạm nó phải đều. Và các bác để ý ở trên bên cạnh của nó thì cái gân này, cái gân trợ lực này nó phải dày thì chiếc cạm nó mới khỏe, nó mới giữ được những cái con bò, con trâu đồ khoảng 2 tạ, 3 tạ các bác nhá. Có thể là 2-3 tạ thoải mái các bác nhá. Thì với những chiếc cạm cỡ lớn này thì bên nhà em bán ra ngoài thị trường cũng rất là rẻ thôi. Chỉ vài trăm ngàn đồng là các bác đã sở hữu được một cái chiếc cạm này. Khi mà các bác cần bắt những cái con bò, con trâu của mình nó đi lạc ở trong rừng ấy thì bắt rất là hiệu quả các bác nhá, rất là hiệu quả. Thì ngoài những chiếc cạm này ra thì bên nhà em còn những cái chiếc cạm cỡ nhỏ như là cạm 9 để bẫy chuột, cạm 12, 14 để bẫy những cái con trồn, con cáo, con sóc. Và cạm 16, 18 thì các bác bẫy những con lợn, con hiêu, con nai nha các bác nhá. Thì rất là nhiều loại cạm. Bác nào mà xem được cái video này mà cần mua những chiếc cạm cỡ lớn cũng như cạm cỡ nhỏ thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng thì em cũng xin nhắc lại với các bác là ship hàng COD toàn quốc.
các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì một cái video ngắn em giới thiệu sản phẩm cạm kiềng 33cm đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Nếu các bác thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video để em có động lực để làm những video tiếp theo để giới thiệu sản phẩm các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.